shopping.ảo.vn, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopping.ảo.vn. shopping.ảo.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vì từng review cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Hiện tại thì mình thấy rằng còn có vài ngày nữa là sẽ reset rank gì đấy. Sau khi mà chắc là cập nhật bản bứng mức rank mới là sẽ cập nhật cái phiên bản mới luôn. Nghe nói cái phiên bản này nó có nhiều thứ khá là hot hòn hot. Không biết thì cái kia nó sẽ như thế nào, mà thôi hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng review cho các bạn xem nha. Đây là một cái vị tướng pháp sủ phát sát thủ phép nha các bạn. Nó không có chân đâu. Ở bên dưới nó chỉ có một cái lan gió hư ảo thôi các bạn ạ. Rồi xong luôn. Trận này vị tướng Tara đối đầu với cả vị tướng Athu. Thôi kệ mấy bạn đi ha. Đánh nhau thì đánh nhau. Rồi mình sẽ đi ăn quái cái đã. Piu! Bạc, 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 lấm lúa, bạc. Diêu dễ chơi lắm các bạn. Cũng không quá khó đâu. Nhiều bạn cứ thấy con này nó kiểu như khó chơi mà nó yếu yếu. Nhưng mà thật ra thì nếu các bạn chơi cái vị tướng Diêu này quen rồi ấy, thì thấy nó cũng dễ đấy các bạn. Chả có gì khó cả. Chắc có lẽ là mình chưa phát huy được hết sức mạnh của vị tướng Diêu này, đâm ra thì nó sẽ thấy yếu. Cướp bùa này, cướp bùa này. Ô ô ô ô ô ô ô ô, Natalia chết này, chết này, chết này. Đi đi kiểu gì này? Đi kiểu gì này? Hết mana rồi, hết mana này. Sao kỳ ta? Đầu xanh dính cái chiêu 2 của nó toang luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi, vãi cả trưởng. Bụp. Đúng rồi. Bụp một phát bẻ đầu luôn rồi mà nó không chết các bạn ơi. Đầu xanh sao mà đen thế? Một cái pha là nó quá đen đến từ Diêu luôn. Mình cứ nghĩ rằng là ăn chắc mặc bền 100% là mình nuốt chửng rồi cơ. Thế méo nào mà cuối cùng cái kết là chán đời yêu cuộc sống thế cái chứ nhở. Thôi bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, ôi bạn ơi đừng có làm thế. Bạn ăn là vậy là mình chết luôn đấy. May quá. Xíu nữa thì mà gần gà nó xốp luôn đến con bùa xanh của mình là mình teo con cua luôn rồi. Thôi đi về, hết máu rồi. Đi về thôi các bạn. Tưởng vào đấy mà ăn được Nata thì mình lại thơm. Ai ngờ đâu. Đen quá, đen luôn đấy. Ấy, piu, lấm lúa, lấm lúa, lấm lúa. Đi qua quốc cái con bùa đỏ tiếp theo đấy các bạn. Tara với cả vị tướng Athu thì mình cảm thấy mấy bạn ấy cứ kệ đi, không cần ganh đâu. Tara nó trâu mà. Ai mà ganh nó một cái nó bật chiêu cuối, nó chạy thì cứ mà đố ai làm được cái gì. Chơi nó nè, chơi nó nè. Thôi nè, các bạn là mục tiêu này. 1, 2, mày áo bưởi, mày áo bưởi, chà, lấm lúa một em, mà ta đã ăn mất tiêu rồi còn đâu, ôi giời, cứu mình với, cứu, cứu mình với bạn ta rẹ ơi, bạn ăn mạng được mà bạn không cứu mình được à, buồn thế, buồn vãi trưởng luôn ấy, buồn ôi là buồn, lào hơn đêm nay, khi thấy anh trên là đường phố, tay trong tay âu yếm bên nhân tình, nghe nồng là tan dạ dày. Yêu nhiều mà trả được bao nhiêu. Sợ đấy em ơi. Một đám lính ở đường giữa kìa. Ngoan. Trời ơi lính lợi. Hay về với đội của tôi. Ây ơi ngon thế. Hai thằng hai thằng đó là cũng khá là giàu tiền đấy các bạn. Rồi ăn xong con bùa xanh là mình lên đường trên luôn nha. Ăn xong mấy con bùa xanh là mình lên đường trên là mình sơi tụi nó luôn đó. Piu. Cha cha. Chúi rồi ôi, chúi rồi ôi. Eo. Piu. Bụp cha cha. Các bạn đang xem clip của mình đăng ký kênh và ấn like ủng hộ giúp mình với nhá. Bầm piu. Piu. 1 2 3. Cha cha. Piu 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 piu. Một mạng. Rồi xong bé Gindu luôn. Hai mạng mà không có được mạng nào kìa. Ôi giời ơi, sao mà số mình nó đen đi. Các bạn thấy nó đen không? Ơ hay nhờ. Ba mạng ăn đến tận mồm rồi mà cuối cùng đồng đội mình nó sơi mất. Ờ nó đen vãi cái trưởng ra. Mình chơi game công nhận nó hơi bị đen đấy các bạn. Thật luôn. Hôm qua cũng vậy. Trời ơi ăn được 14 kill rồi. Còn hai mạng nữa thôi mà không ăn được. Thế là cuối cùng vẫn chưa xong cái kèo teo đát 16 mạng. Chán dễ sở tôi luôn. Một trận 14 mạng, một trận 15 mạng luôn. Chỉ một mạng duy nhất thôi mà cũng không ăn được. Trời ơi nó khổ vãi cả nồi. Piu, piu, piu. Ôi ôi ôi. Nào, 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 nào. Ui đồng thế. Thế thì em thua.
Thua rồi, em bó tay à? Em bó tay rồi mấy anh ơi. Chà, piu. Phẳng. Đù, nhức nát ta. Nhức nát ta ơi. Đáng sợ ta ơi. Piu, bằng. Chơi này, chơi này. Chà, 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 chà. Mày hả bưới, mày hả bưới. Quýnh mày luôn. Chém gió mày luôn. Vô kèo. Đấy, đây, đây, đây. Đây, này, nào, nào. Bầm bầm bầm. Ui, đông thế. Thôn e ơi, hello papi. Mù nhà nhớ, chạy đi đâu hả cưng. Lụm liền. Karina nó đang me mình các bạn ơi. Karina nó đang me mình. Ôi, anh Karina ơi, ôi, ôi, đau quá. Ui dồi ôi, mẹ ơi. Trời ơi, em nó bay qua bên này rồi mà cuối cùng nó vẫn không tha cho em. Nên mới có nạn chứ. Biết thế, chờ nó nhảy vào người mình một cái là mình bay qua bên kia là vừa đẹp luôn đó ha. Ờ, nó đang nghĩ phải từ từ rồi hãng bay mới đúng. Bay sớm quá. A à, tù. Khó thế nhở. Trận này trông vậy nhưng mà hơi khó nha. Mình ăn được ít mạng quá. Ăn được có kill một à. Mà chết hết hai mạng luôn rồi kìa. Càng quá càng quá. Vương miệng Hecate. Các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Hôm nay kênh YouTube của mình nó lại tụt xuống 1.888.000 người đăng ký rồi các bạn. Hôm bữa là nó lên được 1.900.000 cơ. Nhưng mà không biết làm sao hôm nay bị hết người ta giảm hủy đăng ký á. Buồn dễ dở luôn. Chán thiệt chứ. Lên rồi mà còn bị tụt xuống. Quá đau lòng tôi luôn. Trời ơi trời ơi trời ơi. Ví dụ người ta thì cứ phát triển từng ngày còn mình thì cứ thụt lùi đi. Xàm thiệt chứ. 1, 2, 3, thời tới. Thời tới, ui giời ơi. Nó lại hết, cái không có chiêu 2 nên mới cay chứ. Định mạnh, phải đấy mà có chiêu 2 mình bay vào là mình húp hai mạng rồi. Wow luôn đấy trời. Sao mà trận này đen thế nhờ. Thật sự luôn ấy. Trận này nó đen, gì đâu mà nó đen. Mạng không ăn được, nó còn hết chiêu nữa chứ. Rồi Natalia chết này. 1, 2, chùm. Đi đâu mà vội mà vàng. Ừ. Ngon giời, ngon giời. Thôi kệ. Mút tạm Natalia ăn được mạng cũng đỡ. Cũng không đến mức độ tệ cho lắm. Gì mà tem mình yếu này. Càng thế. Mất trụ giữa rồi. Ôi Thorne kìa, Thorne này. Úi dồi ôi, cửa đi nát ơi anh ơi. Em làm gì có thọ. Ui Thorne nó còn tí máu thôi các bạn. Trời ơi, thời tới. 1, 2, 3, chiu. Ơi. May quá. Tưởng mà va đấy nó lại lao về, nó cứ chết nhau không rồi chứ. Cái gì, anh muốn làm gì? Ô kìa, ai như anh A Thú. Anh A Thú làm gì, anh A Thú. Piu. Bập. Chà, bập, piu. Đấy, hồi chiều nhanh không các bạn? Con này cũng hồi chiêu cuối rất là nhanh luôn. Trong combat thì mình cảm thấy nó cũng khá là có lợi. Với cái chiêu cuối của nó mà nó dồn những cái con tướng như là AD hay pháp sư thì nó cứ gọi là số 1 luôn các bạn. Piu. Bùa này. Thôi kìa. Mình thấy thoa rồi nha. Bắn đi. A thu vào hả? Ê, Hello. Ui dồi, hello. Lao nhau à, piu. Lao nhau với Hảo này. Đừng cay cú anh ơi. Anh đừng cú cay. Mà sao anh nơ. Cay cú làm gì. Này thì vị tướng, trời ơi cờ đít nát. Cái đầu xanh. Tính ăn cờ đít nát xong rồi đổi mạng luôn. Anh ngờ ăn được, không ăn được cờ đít nát mà còn chết nữa chứ. Tào lao, tôi ghê á. Rồi cuối cùng ai mới là người cay cú đây. Bồ mình nó sơi mất tiêu luôn. Sao con Tara nó xa vậy mà nó ăn được nhỉ. Cảm thấy nó hơi vô lý trong cái pha đấy. Thật là vất vô lý. Nhiều lúc nó tào lao quá trời tào lao luôn. À đi như cờ cờ. Sao thế. Bạn chỉ đồng đội hả. À không năm hả. Đúng.
Trời ơi, tưởng thế nào kêu đúng 05 mà đúng 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 đúng. Mẹ nó chửi đúng rồi, 05 chửi đúng rồi. Trời ơi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Quay quất cái con blue ấy coi. Diêu nó phải có blue các bạn ạ. Có không có blue nó phế lắm. Thứ nhất là blue nó giảm thời gian hồi chiêu, thứ hai là nó có mana xài chiêu nó sướng. Thường thường thì mình sẽ cần blue hơn là bù đỏ. Đối với Diêu thì nó cần bù xanh hơn bù đỏ. Nếu mà mất thì mình xin mất cái con bù đỏ chứ đừng mất bù xù blue, mất blue cái khó chơi lắm. Cái gì đây? Anh ơi, hồi nãy em đập anh chết, anh chưa sợ em nữa hả anh? Thôi được rồi, em chỉ đùa chút xíu thôi mà căng quá. Ô, cái thằng Yunu kìa. Uê, đứng lại. Ê, ơi. Đứng lại coi, hát xì rồi nè. Đứng lại coi. Trời ơi, kỳ cục quá. Ôm clip trễ quá anh em nhắc. Hôm qua mình livestream xong, trời ơi các bạn. Livestream xong một cái là xong rồi nằm nghỉ một cái, đến lúc làm clip nó buồn ngủ mờ hết cả mắt ra luôn. Thôi kìa là một phát chết luôn này. 1 2 cha. Biu. Ôi chạy thôi. Trời, đến lúc mình làm clip vào buổi sáng này các bạn, nó gọi là mờ mắt luôn. Trời, mắt mà không nói luôn nhưng mà vẫn cố làm cho xong để mà úp clip lên rồi đi ngủ. Thôi rồi, ta đã đi xa. Cái thằng Gindu nó ủn tí, ôi buồn quá trời. Không chạy mà không tròn được đâu. Nó ulti không biết chạy đường nào. Đấy, nó cứ ulti này sao mà chạy à các bạn. Nó lên phép nữa chứ. Đầu xanh nó. Đừng nhận ghi đu nhá. Nhớ mặc nhau nhá. Bạn nhớ mặc tôi đó. Tí nữa đừng có trách tôi vô tình bạc nghĩa á. Tôi bắn cho thì đừng có hỏi. Cuộc đời sao lại đen. Ok. Đây, tôi tới rồi đây. Đừng cây cú tới gì đây. Meo bam 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 cha. Piu. À, bắn à? Ngược lắm con rời. Này. Ui lại bắn nữa hả? 1 2 3 ta. Lầm. À tốc biến luôn à? Tốc biến luôn à? Làm sao? Ôi giời ơi, xanh thế nhờ. 500 vàng. Muốn đi. Muốn đi nhảy đi. Nhảy chiếc mặt nào này. Này nhảy. Cay rồi. Cay con nhà bà cú rồi. Chà. Bùm. Hí. Gáy à. Ừ, gáy đây. Ừ sao? Tôi gáy đây này. Siêu gáy này này. Gáy này này. Trời ơi, trời ơi, cái con nghe gì đây? Rán đi hả? Rán cái gì? Tôi gáy đó, rồi ông làm được cái gì tôi? Ông muốn làm cái gì tôi? Có ngon này bay vào, hộ mình cái. Hấp dẫn đấy các bạn, hấp dẫn rồi. Thanh niên Diêu Tâm Mạn đã bắt đầu gọi là thể hiện những cái kỹ năng truy sát đến từ vị tướng Gindu rồi. Căng quá. Sao đây, sao mà hảo sống rồi đây? Úi dồi ôi, ta ra đập đầu chết rồi. Tara đập đầu chết thôi nè. Corina này. Ăn luôn Corina. 1 2 cha. Lấm. Cha. Chạy đi đâu con sâu? Ui giời ơi. Ôi nào. Vào đây với Hảo. Hảo lại sợ quá cơ ấy chứ. Nó đang trong cái bụi này. Ý. Không có à. Chạy đâu rồi ta? Đang tìm Gindu cái mà. Đây, nó qua bên kia rồi. Qua đây xúc nó liền các bạn. Xúc luôn, không cho đẻ trứng. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Lên luôn. Lên. Piu. Lên luôn. Một em. Vô kèo. Sao? Anh ơi, sao anh? Sao? Ui rồi ôi. Chủ không thèm bắn mình luôn. Gắt chưa? Ha, cay chưa, nói một câu.
Nếu thấy cay cu thì nói đi, ngại gì, em xin. Quăng cái chiêu một cái nào cũng thấm phết các bạn ạ. Lao nháo ấy, lao nháo, có chiêu cuối ở đây. Lao nháo, bèo. Này thì sao sao. Ừ nè, 9 kill chưa. Phê lòi hàng. Ủ cờ đi nát kìa. Chưa có chiêu cuối, chứ có chiêu cuối là mình bay cái chiêu mô 2 vào mồm vì dưới cờ đi nát rồi mình làm phát chiêu cuối là bạn ấy nghéo luôn rồi đó. Mày thế cơ chứ. Nào. Gian dòng hả? Ui mờ nhà và tốc hành chạy nhanh thế. Thôi được rồi, đi về. Tốc hành chạy nhong vậy. Đã bảo đi về không nghe lời ta. Không nghe lời này. Cha này. Biu. Chạy đi đâu. Ui giời. Ô kìa data ra kìa. Ô kìa con hàng kìa. Tự dưng lại mỡ mà lưng dâng miệng mèo à. Ấy giời ơi. Làm cái gì thế nhờ. Teo. Bum 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 bum. Rồi ok, có dòng luôn rồi. Có dòng bội chúa luôn rồi. Rồi đồng đội mình đã sơi quyền này hắc ám rồi. Mình ăn thêm con bùa xoay này nữa này. Trời ơi, trận này hấp dẫn đấy chứ. Không có phải đùa đâu nha các bạn. Cờ đi nát kìa. Đứng lại. Văn heo chặn đầu rồi. Đố bạn chạy đấy. Tớ đố bạn chạy được đấy. 1, 2. Chạ. À đủ. Chạy đi đâu con sâu. Nhơn hả. Ôi văn heo lên đi bạn ơi. Văn heo bạn cứ lên đi để mình về cho. Mình về cái bồ mình sao tự dưng chết méo con cua hết trơn vậy. Không sao đâu. Mình có chiêu cuối đây mà. Trời ơi, 13 con bé tí này. Tuổi gì mà lên đây với gái với hảo. Tuổi gì. Ui tốc biến. Ăn đau. Ai đau. Đau thế nhở. Rồi đi về. À có con lính nữa. Quăng cái chiêu một cái là con lính nó chết rồi mình đi về luôn. Piu. Ôi trời. Đậu xanh tham có lính chi ở lại cho nó quấn chết đi trời. Ôi sao mình ngáo dữ vậy trời. Rồi xong có một cái pha ngáo ngơ có khả năng thua trận này luôn này trời. Cái định mệnh rồi xong nó đập chủ win nó rồi. Thôi xong. Cố lên anh em. Ôi, chưa thua, cố lên. Đậu xanh ta lỗi tại mình các bạn. Định mệnh mình tham con quái ơi. Ôi, mém nữa thì thua. May thế cơ chứ. Mí, nhà nó Sài Gòn. Có cả cầu băng xương nè. Mình không để ý, mình quăng cái chiêu một chúng con quái cái mình đi về luôn. Cái trời ơi, tức ghê luôn á. Ừ, đúng rồi đó. Chính xác luôn. Châu chủ quý kỳ win là không chèo đâu. Đây, hảo ra đây, lần này là không có cơ hội cho em bạn đâu. Núp lùm đúng không? Hello Barbie. Piu. Bắt đủ. Sao nó chạy được vậy? Vãi trưởng. Eo. Anh tà thần anh ơi. Tà thần anh ơi. Cha bập. Win đi bọn mày. Chả win. Trời ơi, tầm này là thời của hảo tới rồi để không win. Tao không cái gì. Tao không cần đâu hả? Thật đúng không? Không cần cũng win, mà cần thì cũng win, ok. À đủ, nó bảo không cần mà nó ra bắn bồ tôi kìa. Mày xảo hả mày? Mày đặt xảo hả? Thằng này làm sao? Bạn này làm sao? Ta ra về đi, ta ra về nhà kìa. Về nhà kìa. Thằng cứ đi ra nó trộm trụ kìa. Ở chỗ này để cho mình cho. Mình lên mình xử lý các bạn cho. 1, 2. Chà, piu. Lấm. Này thì lấm lúa này. Sắp có chiêu cuối rồi đây. À. 1, 2, 3. Chiu. Lấm. Ngon luôn các bạn ơi. Win luôn các bạn ơi. Win đi. Anh cờ đi nát này. Anh hừ quá trời luôn này. Này em bật quả cầu băng xương chơi này nó. Này, lên ra một mệnh chơi này. Em bước ăn chơi vui bủa này. Lật kèo vui luôn nè. Xíu nữa thua các bạn.
Lỗi mình bị cái thằng Gidu nó bắn chết. Tí nữa là thua. May quá. Vẫn thắng được. Hên thiệt đấy chứ.